Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ về công tác quản lý nhà nước về hội quỹ tỉnh Long An do đồng chí Tạ Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn. Đồng chí Võ Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ tiếp và làm việc với đoàn. Toàn tỉnh có 3 quỹ có phạm vi hoạt động cấp tỉnh gồm quỹ nạn nhân chất độc da cam dioxin, quỹ hỗ trợ cựu giáo chức, quỹ khuyến học. Thống kê vào cuối năm 2021, tổng số kinh phí thu trong năm của các hội trên 6 tỷ đồng, kinh phí chưa sử dụng còn gần 2 tỷ đồng. Về tổ chức hoạt động của các hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhìn chung thực hiện đúng chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, điều lệ hội đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt. Các quỹ xã hội, quỹ từ thiện tích cực thực hiện các hoạt động nhân đạo xã hội từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển giáo dục. Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội, quỹ từng bước được đổi mới. Qua ý kiến trao đổi thảo luận của các đại biểu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ Tạ Tấn đánh giá cao cấp ủy chính quyền tỉnh trong việc thực hiện chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tại địa phương. Đồng thời, phúc đáp kiến nghị đề xuất mà tỉnh quan tâm liên quan đến các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện.